Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Một cuộc bầu cử đầy căng thẳng và hy hữu chưa từng xảy ra tại tiểu bang Colorado. Tiểu bang Colorado là tiểu bang của đảng Dân Chủ, tương tự như California, nhưng có một khu vực tương tự như thành phố Huntington Beach. Đây là khu vực số 3 của tiểu bang Colorado. Nơi đây đa phần là cũng theo bảo thủ đảng Cộng Hòa, tương tự như Huntington Beach thưa quý vị. Và đó là lý do cô, năm nay mới 33 tuổi thôi, nhưng chưa có chồng, Lauren Boebert, trong thời gian trước đây, năm 2020 đã chiến thắng lớn bởi vì cực kỳ ủng hộ ông Trump. Nhìn rất là xinh đẹp. Cô nổi tiếng ngay từ lúc mà khi ra tranh cử cho khu vực số 3 đó và nhận được sự phiếu ủng hộ mạnh mẽ đó. Bởi vì cô ủng hộ súng ống bảo thủ mà cực kỳ đó là và chống Covid-19, chống mang khẩu trang, chống chích ngừa, chống hết. Cô làm chủ một cái nhà hàng ở Colorado, khu vực tỉnh lẻ đó. Và cô cho phép tất cả các nhân viên nữ ở đây đó vào. Và họ đã làm cả một cái bài phóng sự lớn. Khi vào đây thì các cô mặc đồ rất là khêu gợi, nhưng mà bên hông thì mang súng. Và cô cho phép súng ống. Và nghĩa là lên tiếng chửi bới đảng Dân Chủ ủng hộ ông Trump, rồi lên án cái vụ bầu cử, rồi ủng hộ cho những người tấn công vào tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1 luôn. Cho nên Boebert khi mà xuất hiện đã tạo thêm một cái làn sóng vừa phẫn nộ vừa ủng hộ. Phẫn nộ là bởi vì cái tiếng nói của cô nó dữ quá. Thậm chí trong cái bài diễn văn của ông Biden đọc trước Quốc hội đó, người ta nghe thấy tiếng la hét của cô ngồi ở bên dưới, la hét khi mà ông Biden đề cập đến con trai của mình, cô là la hét ở phía dưới. Và mới đây nữa, trước ngày bầu cử đó, thì cô tin tưởng là mình chiến thắng. Chưa kể là các cuộc thăm dò, trong đó có cuộc thăm dò của 538 đó. Họ nói Boebert có khả năng 97% chiến thắng, 97%. Còn ngược lại cái đối thủ Dân Chủ của cô đó có 3% thôi. Quý vị tưởng tượng, quý vị bỏ 1 đồng, quý vị ăn cả 100 đồng. Trong khi quý vị bỏ gần 90 đồng mới lấy được 1 đồng của Boebert. Ai cũng nghĩ là thắng, bởi vì sao? Cô vẫn đang được sự ủng hộ và lại là người đương nhiệm nữa. Thì khó lòng mà mất cái ghế lắm. Nói chung là những cái ghế mà ủng hộ ông Trump á, mà đang đương nhiệm đó là giữ lại được hết. Thì người ta cũng tin tưởng là cô cũng lấy được cái phiếu một cách dễ dàng. Thế nhưng thưa quý vị, phải nói rằng cái sự thành công của đảng Dân Chủ khi đánh vào cái khu vực này đó, về vấn đề nền Dân Chủ đang bị đe dọa. Chúng ta sẽ có nhiều thời giờ để cho thấy rằng cái nỗ lực của đảng Dân Chủ đánh vào vấn đề đó ngày 6 tháng 1 và những cái việc mà từ chối kết quả bầu cử, gian lận bầu cử đó đã thắng lớn. Và họ đã đánh động tâm lý của cử tri Cộng Hòa tại khu vực số 3 này. Đa số là người da trắng. Và thay vì bỏ phiếu cho cô, họ bỏ phiếu cho ứng viên đối thủ. Không ai ngờ là một ứng viên đối thủ, thậm chí chỉ là một nghị viên quèn ở thành phố Aspen thôi. Ông ra tranh cử và ông đưa ra những cái đề tài rất là ôn hòa và chống lại những cái hành động khiêu khích của Boebert. Và hậu quả sáng ngày hôm nay thì không thể tưởng được, cho đến giờ phút này, ông Adam Fish, người rất ôn hòa của đảng Dân Chủ, dẫn trước Boebert, một cái điều không ai nghĩ có thể xảy ra.
64 phiếu. Mà đến bây giờ đó, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi bởi vì 95% phiếu đã kiểm. Mà ông Fitch này đó, ông hy vọng 5% còn lại là tại những khu vực dân chủ màu xanh. Thì ông hy vọng những cái phiếu còn lại đó sẽ giúp cho ông tăng hơn cái số phiếu. Ngược lại, bà Boebert cũng hy vọng 5% còn lại sẽ giúp cho cô đẩy qua mặt được ông. Quý vị có thể tưởng tượng cách nhau có 64 phiếu mà thôi. Tuy nhiên, cho dù đếm lại và cho dù ông Fitch có thua 100 phiếu, Boebert có thua 100 phiếu, người ta tin tưởng khu vực số 3 này sẽ dẫn đến tình trạng recount, đếm phiếu lại, thưa quý vị. Cái chuyện đếm phiếu lại chắc chắn, và Đảng Cộng Hòa ủng hộ cho bà Boebert để phải đếm phiếu lại, bởi vì cái khoảng cách chỉ cần vài trăm phiếu thôi là cũng đủ đếm. Ngược lại, cái người nào mà đòi hỏi kiểm phiếu phải trả tiền và số tiền đó sẽ còn tốn kém. Cho nên tương tự như ở Georgia, cái khu vực số 3 của Colorado, mà Đảng Cộng Hòa rất cần cái lá phiếu của cô Boebert này để mà có thể chiếm tiếp tục cái phần thế đa số của mình ở Quốc hội. Vâng, thưa quý vị, khi mà lấy bà cô Boebert này ra đó là một cái ví dụ rất là điển hình cho cái đợt thua lần này của Đảng Cộng Hòa, mà các chuyên gia họ nhận định là Đảng Cộng Hòa thật sự đã thất bại, không có tạo ra được một cái làn sóng đỏ, là bởi vì những cái ứng viên Đảng Cộng Hòa đó, nó có ba cái nguyên nhân mà bây giờ những nhà nhận định. Thứ nhất, đó là do những người này đó đã bị gắn với cái mác gọi là Trump Brand, thưa quý vị, là do ông Trump ổng ủng hộ. Và thứ hai nữa là đa số những ứng viên Đảng Cộng Hòa của cái kỳ bầu cử năm nay đó, cái phẩm chất của họ thật sự nó không có giống như là quá tốt, họ rất là làng nhàng. Có những người chẳng hạn như ông Walker, là thật sự cái vấn đề đạo đức của ổng nó bị người ta đặt vấn đề trầm trọng, nhưng mà chỉ bởi vì ổng là do phía Đảng Cộng Hòa đưa ra mà thôi, và có những cái quan điểm bảo thủ. Chứ thật ra ổng đã trước khi mà ra tranh cử đó là ổng bị đặt cái câu hỏi về khai mang, về cái học vấn, rồi làm ăn kinh doanh có vấn đề. Chưa kể sau đó thì bị khui ra cái chuyện đó là mặc dù là chống phá thai nhưng mà lại trả tiền cho hai ba cô bạn gái cũ đi phá thai, chứng tỏ là cái đạo đức của ông Walker rất là có vấn đề. Và đặc biệt Walker lại được Trump tìm kiếm, và lúc trước đó khi còn là một cái cầu thủ football, lại là bạn thân lâu năm của ông Trump, và sau đó được ông Trump endorse và cuối cùng nhảy ra để mà đi ra ứng cử. Thì Walker chỉ là một trong những cái ví dụ mà thôi, và hàng loạt những cái ứng viên mà ông Trump ổng chính thức ổng endorse đó, một vài người đã vịn vào cái chuyện mà ông Trump ổng liên tục nói là cuộc bầu cử có gian lận, và nếu như mà họ thua họ sẽ không chấp nhận. Thì thật sự đây là cái nguyên nhân chính, bởi vì những cái người này đó đã lấy cái lý do đó, đã họ đã làm cử tri lo sợ là nếu như những người này họ thua, họ sẽ tạo ra một cái cuộc kích động mọi người, dân chúng, và sẽ lật đổ cái kết quả cuộc bầu cử này, cho nên mới khiến cho Đảng Cộng Hòa thua thảm bại trong cái lần này. Đó là bởi vì dính chùm với ông Trump quá nhiều. Và thứ hai nữa đó là, quý vị cũng nhớ là thật sự ông Trump đó, ông muốn các ghế thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa mà thắng, là bởi vì khi mà quốc hội mà Đảng Cộng Hòa nắm giữ như vậy, và sau đó ổng ra ứng cử năm 2014 đó, thì ổng chiến thắng, và Đảng Cộng Hòa mà nắm giữ như vậy, ổng hy vọng là Đảng Cộng Hòa 24 sẽ hủy bỏ hết tất cả những cái cuộc điều tra đang nhắm vào ổng. Và ổng muốn lật ngược, lúc đó Đảng Cộng Hòa sẽ quay ngược ra điều tra cha con của ông Biden, bởi vì cái mục tiêu trả thù của ông Trump nó rõ ràng như vậy. Cho nên những cử tri Cộng Hòa mà chân chính đó, họ không có muốn bỏ phiếu cho những ứng viên của Đảng Cộng Hòa nào mà thân thiết quá bị gắn cái mác là Trump Brand, thưa quý vị. Vâng, cái vấn đề này khó khăn vô cùng hiện nay cho ông Trump. Chúng tôi sẽ trở lại. Đối với thành phần bảo thủ, giới truyền thông bảo thủ, trong đó có đài Fox, New York Post, vân vân, họ nghĩ quan điểm của họ như thế nào về Trumpism, cái đế chế của Trump? Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.